Xin chào, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Thế Giới Diệu Kỳ. Ngành hàng không là một lĩnh vực quan trọng, là niềm tự hào của mỗi quốc gia. Tiếp viên hàng không không chỉ sở hữu ngoại hình, vóc dáng đẹp, ngoại ngữ chuẩn hay phong cách phục vụ chuyên nghiệp, mà để ghi điểm trong mắt khách hàng, họ cũng cần khoác lên mình những bộ trang phục đẹp và phù hợp. Nào, chúng mình hãy cùng nhau điểm qua 8 bộ đồng phục tiếp viên hàng không đẹp nhất trên thế giới dưới đây nhé. Ở vị trí thứ nhất là đồng phục hãng hàng không Emirates. Emirates là một trong những hãng hàng không của các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, nổi tiếng bởi sự chuyên nghiệp và sang trọng. Đặc biệt, đồng phục dành cho các tiếp viên hàng không của Emirates cũng rất đẹp và tinh tế trong từng chi tiết. Bộ đồng phục này có váy và áo khoác màu camel, vũ đỏ cùng mạng che mặt cách địa màu trắng. Đây là sự kết hợp rất ăn ý giữa bộ suit hiện đại và trang phục truyền thống. Đồng phục của hãng hàng không Emirates, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất lại lấy hai tông màu chủ đạo là vàng kem và đỏ. Thế nhưng, các nhà thiết kế lại khéo léo đưa chi tiết mạng che mặt, vốn là nét nổi bật trong trang phục truyền thống của người phụ nữ nước này, làm điểm nhấn cho bộ đồng phục. Hãng hàng không Emirates nổi tiếng khắp thế giới về sự chuyên nghiệp, trong đó đồng phục tiếp viên hàng không cũng là một điểm nổi bật, thể hiện phong cách tinh tế trong từng chi tiết. Mỗi tiếp viên hãng Emirates cần đến 1 giờ đồng hồ để diện chỉnh chu bộ đồng phục này, bởi có lẽ họ phải thực hiện quy định chi tiết về cách dùng màu son, cách gấp mũ để ngôi sao nằm đúng hướng, v.v. Những chiếc mũ kết hợp giữa phong cách truyền thống Trung Đông và vẻ hiện đại phương Tây làm những nữ tiếp viên hãng hàng không Emirates trở nên quyến rũ đến kỳ lạ. Trông các tiếp viên cực kỳ trang nhã và lịch thiệp trong bộ đồng phục này phải không? Vị trí thứ 2, đồng phục hãng hàng không Thái Airways. Đồng phục hãng hàng không Thái Airways cũng được đánh giá là đồng phục đẹp nhất thế giới trong ngành hàng không. Duyên dáng, kín đáo, thanh lịch và mang đậm chất truyền thống chính là đặc điểm của bộ đồng phục tiếp viên hàng không của hãng này. Khi nhắc tới Thái Airways, người ta luôn nghĩ tới những bộ áo dài và chiếc khăn vắt ngang vai đậm chất truyền thống. Với bộ đồng phục này, các nữ tiếp viên Thái toát lên vẻ duyên dáng, kín đáo và lịch thiệp. Nét đặc trưng của xứ sở chùa vàng được thể hiện rất rõ trên trang phục này. Khi ở trên máy bay, các tiếp viên sẽ mặc váy dài, áo khoác và khăn màu camel. Khi xuống sân bay, họ sẽ thay bộ đồng phục màu tím đầy cuốn hút. Đồng phục tiếp viên hàng không của hãng Thái Airways gây ấn tượng bởi sự duyên dáng, kín đáo, thanh lịch và mang đậm bản sắc truyền thống văn hóa dân tộc. Đặc biệt, trên ngực mỗi bộ đồng phục, những nữ tiếp viên xinh đẹp sẽ cài một bông hoa lan, loài hoa được yêu thích tại đất nước Thái Lan. Thứ 3, đồng phục hãng hàng không Hainan Airlines. Hainan Airlines đã chơi lớn khi hợp tác với Rolls-Royce, nhà thiết kế thời trang cao cấp nổi tiếng nhất nhì Trung Quốc và cũng là một trong số ít những nhà thiết kế của nước này từng tham dự tuần lễ thời trang cao cấp tại Paris. Theo đó, Rolls-Royce đã sáng tạo riêng cho Hainan Airlines những bộ đồng phục vô cùng sang xịn mịn, pha trộn hài hòa văn hóa Trung Hoa với âm hưởng Tây phương. Trong đó, đồng phục cho tiếp viên nữ được lấy cảm hứng từ sườn xám, trang phục truyền thống nổi tiếng của người Hoa và được diện cùng với blazer rất kiểu cách nhưng cũng không kém phần tinh tế. Ngoài set đồ này, tiếp viên nữ còn có thêm một chiếc áo choàng dáng kép vô cùng trang trọng đẳng cấp để diện khi trời lạnh. Đồng phục của tiếp viên nam có phần đơn giản hơn, bao gồm xui và áo măng tô màu ghi lịch thiệp. Những thiết kế đồng phục mà Rolls-Royce thực hiện riêng cho Hainan Airlines cũng vừa được giới thiệu trong bộ sưu tập cao cấp mà nhà thiết kế này vừa ra mắt tại tuần lễ thời trang cao cấp Paris Thu năm 2017. Thứ tư, đồng phục hãng hàng không Etihad Airways. Chào đón thời kỳ phát triển mới, hãng hàng không quốc gia các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất chọn cách thay đổi hình ảnh nhân viên phục vụ để thay thế mẫu đồng phục màu xám cũ. Màu sắc cơ bản cho bộ đồng phục cả nam và nữ đều là màu nâu chocolate đậm, mặt vải với những họa tiết hình kim cương màu đỏ thu hút. Điểm bắt mắt của bộ đồng phục có thể đến từ sự nổi bật của những chi tiết thiết kế màu tím trên thân trước váy, cổ áo, cổ tay áo, khăn choàng cổ sang trọng và chiếc mũ truyền thống của nữ tiếp viên hàng không trên nền nâu chocolate.
Ý tưởng thiết kế từ nhà thiết kế trang phục cao cấp người Ý Eto Bailotta, bộ đồng phục của Etihad tập trung vào những nét thanh lịch cổ điển, thiết kế đơn giản chỉ là những đường nét hợp xu hướng thời trang toàn cầu, đi kèm những nét chấm phá mang âm hưởng di sản Ả Rập, thông qua chiếc mạng che mặt màu sáng và hợp phong cách dành cho đồng phục nữ. Với quan niệm tiếp viên là những đại sứ thương hiệu giúp mang thương hiệu Etihad Airways đến với tất cả các điểm đến trên toàn cầu và trang phục tiếp viên là cơ hội duy nhất tạo nên ấn tượng đầu tiên dành cho hành khách. Hãng mong muốn tạo nên một hình ảnh thật chuyên nghiệp và hiện đại bên cạnh những dịch vụ tốt nhất đến với hành khách của mình. Đây cũng là một trong những hãng hàng không quốc gia có bộ đồng phục đẹp nhất do tạp chí Global Traveler bình chọn dựa trên các cuộc khảo sát với hơn 36.000 phản hồi từ những khách hàng thường xuyên và cao cấp. Ở vị trí thứ 5, đồng phục tiếp viên hàng không Vietnam Airlines. Là hãng hàng không quốc gia, Vietnam Airlines không ngừng quan tâm đến việc nâng cao chất lượng dịch vụ mà còn chú trọng đến cả diện mạo, hình ảnh của hãng. Từ khi thành lập đến nay, Vietnam Airlines đã trải qua 6 lần thay đổi đồng phục. Với hãng hàng không quốc gia, đồng phục không chỉ thể hiện sự phát triển mà còn thể hiện tầm quan trọng của hình ảnh đại diện cho quốc gia. Vì vậy, đại diện Vietnam Airlines cho hay, hãng đã nghiên cứu rất kỹ để cố gắng lựa chọn ra mẫu thiết kế đẹp mắt nhất, phù hợp nhất, hội tụ đầy đủ những yếu tố truyền thống, vai trò hàng không chủ đạo và xu hướng phát triển của thời đại. Hãng hàng không quốc gia Vietnam Airlines vô cùng nỗ lực trong việc truyền tải văn hóa và đặc trưng của đất nước tới bạn bè trên khắp thế giới. Do đó, hãng bay đã lựa chọn thay đổi đồng phục cho các nữ tiếp viên. Áo dài xanh truyền thống là sự lựa chọn hoàn hảo. Hãng bay đã nhận được sự tán thưởng và yêu thích của toàn bộ người dân Việt Nam và bạn bè quốc tế. Đơn giản nhưng nổi bật, đó chính là cách tạo hình ảnh ấn tượng của hãng hàng không Vietnam Airlines. Trong những lần thay đổi tiếp theo, Vietnam Airlines chủ yếu điều chỉnh họa tiết và màu sắc trang phục. Màu sắc mới nhất hiện nay là xanh ngọc bích và vàng, hai gam màu tương ứng với tiếp viên hạng phổ thông và thương gia. Hệ thống nhận diện thương hiệu của Vietnam Airlines được đổi mới theo hướng hiện đại, đồng bộ hơn nhưng vẫn đảm bảo được hình ảnh của hãng hàng không quốc gia Việt Nam. Các tiếp viên nam vẫn áp dụng đồng phục là áo sơ mi trắng, quần tây đen để đảm bảo độ nam tính và lịch sự. Tương tự như các nữ tiếp viên nam sử dụng cà vạt màu xanh ngọc và vàng để phân chia cấp bậc. Hình ảnh chiếc áo dài đã gắn liền với biểu trưng của hãng hàng không quốc gia. Lãnh đạo Vietnam Airlines quyết định giữ ấn tượng của chiếc áo dài, linh động, nhanh chóng thích nghi với những yêu cầu của thời đại mà vẫn giữ được bản sắc độc đáo của văn hóa Việt. Vị trí thứ 6, đồng phục hãng hàng không Korean Air. Phù thủy thời trang, nhà thiết kế người Italia Gianfranco Ferre đã tạo ra một tác phẩm nghệ thuật tuyệt vời, đó chính là bộ đồng phục tiếp viên hàng không của hãng Korean Air. Thầy phù thủy này đã thổi nét thanh lịch và sang trọng nhất vào bộ trang phục này. Với tông màu xanh ngọc bích và kem, bộ trang phục trông mát mắt và trang nhã. Đặc biệt, bộ đồng phục càng trở nên hoàn hảo khi chi tiết đi kèm khá thú vị ở bộ trang phục này chính là chiếc khăn cổ và những chiếc kẹp tóc giống như ruy băng, gần giống như Binyang, một phụ kiện tóc truyền thống của Hàn. Năm 2005, sau khi ra mắt, bộ đồng phục này đã làm siêu lòng rất nhiều người. Korean Air cũng đã rất chu đáo khi chọn sơ mi trong vòng vải lụa, tạo sự thoải mái cho các tiếp viên. Bộ đồng phục này luôn lọt top những bộ đồng phục của tiếp viên hàng không đẹp nhất do nhiều trang báo trên khắp thế giới bình chọn. Sự kết hợp tốt giữa nét truyền thống và hiện đại tạo ra điểm nhấn ấn tượng cho các nữ tiếp viên của hãng hàng không Hàn Quốc. Tổng thể, bộ trang phục toát lên sự thanh thoát nhẹ nhàng nhưng vô cùng tinh tế. Thứ 7, đồng phục hãng hàng không Aeroflot. Trước đây, đồng phục tiếp viên hàng không Aeroflot của Nga thường không được đánh giá cao. Tuy nhiên, vào năm 2013, hai nhà thiết kế người Nga là Yulia Bannakova và Yevgeny Khoklov đã thay đổi những nhận định ấy. Hai nhà thiết kế đã dành cho Aeroflot bộ đồng phục tiếp viên hàng không cực kỳ đẹp và lôi cuốn mọi ánh nhìn. Màu sắc nổi bật khiến trang phục của các nữ tiếp viên từ hãng hàng không đến từ xứ sở Bạch Dương này luôn thu hút sự chú ý của hành khách. Dễ hiểu vì sao nó lại luôn nằm trong danh sách những bộ đồng phục tiếp viên hàng không đẹp nhất thế giới. Trong các cô nàng, anh chàng tiếp viên cứ như người mẫu sải bước trên sàn catwalk. Bộ đồng phục này có hai màu là đỏ cam và xanh đen. Đỏ cam quyến rũ, xanh đen thanh lịch. Cùng với váy và áo, một điểm không thể thiếu khi nhắc đến bộ đồng phục này chính là chiếc mũ và khăn cổ cùng màu. Tất cả hài hòa cùng nhau tạo nên bộ trang phục hoàn hảo. Aeroflot luôn nằm trong danh sách những hãng hàng không có trang phục dành cho tiếp viên ấn tượng nhất thế giới. Bộ đồng phục gây được ấn tượng bởi sắc đỏ rực rỡ, form dáng cứng cáp, lịch thiệp,
và những chi tiết thêu biểu tượng của hãng trên mũ, găng tay, cổ áo vô cùng tinh xảo. Và ở vị trí cuối cùng là đồng phục hãng hàng không Singapore Airlines. Đồng phục nữ Sarong Kebaya là biểu tượng của Singapore Airlines, được thiết kế bởi nhà thiết kế thời trang người Pháp Pierre Vanman vào năm 1968 và trở thành trang phục của hãng hàng không này kể từ khi thành lập năm 1972. Thiết kế này vẫn giữ nguyên kể từ khi được giới thiệu và là một trong những đồng phục dễ nhận biết nhất trong ngành hàng không. Sarong thường là một tấm vải lớn quấn quanh thắt lưng, có các họa tiết kẻ sọc hoặc caro, hoặc có thể được tô màu rực rỡ bằng phương pháp nhuộm batik hoặc ikat. Kebaya gồm một chiếc áo ôm sát cơ thể, cổ áo được mở rộng, tay áo dài, kèm theo đó là những họa tiết hoa lá được in hoặc dệt trên vải. Kebaya truyền thống còn có một dải vải choàng stargen bằng chất liệu batik khoác lên áo. Áo được buộc bằng châm cài đầu kerong sang. Thông thường, kebaya được mặc với váy kain, một dải vải gồm nhiều nếp xếp ly sống động, quấn quanh phần cơ thể từ eo xuống dưới. Màu sắc trong trang phục của nữ tiếp viên Singapore Airlines đều mang ý nghĩa với họ. Đồng phục màu xanh dành cho tiếp viên hạng phổ thông, màu xanh lá cây dành cho tiếp viên hạng thương gia, màu đỏ dành cho tiếp viên trưởng và màu tím dành cho giám sát viên trên chuyến bay. Sarong Kebaya là phần mang tính biểu tượng nhất của Singapore Airlines, nhưng chắc chắn đó không phải là phần duy nhất. Bên cạnh trang phục, các nữ tiếp viên còn phải quan tâm đến mái tóc và những đồ trang sức phải tuân thủ những quy định nghiêm ngặt về hoa tai, vòng tay, đồng hồ và nhẫn có thể đeo, bao gồm cả màu sắc kích cỡ. Chúng ta vừa được chiêm ngưỡng 8 bộ đồng phục tiếp viên hàng không đẹp nhất trên thế giới. Bạn đã cảm thấy có động lực làm việc để đầu tư cho những chuyến du lịch, có cơ hội mục sở thị những bộ trang phục này chưa? Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video này. Nếu có thắc mắc hay góp ý nào, hãy để lại bình luận phía bên dưới cho chúng mình biết. Đừng quên nhấn nút đăng ký và chuông thông báo để không bỏ lỡ những điều thú vị từ thế giới diệu kỳ nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.